Cuộc đời của Chúa Giêsu sau 18 năm mất tích. Trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, lại không thấy kể lại cuộc đời của Chúa Giêsu, Giêsu từ năm 12 tuổi đến tuổi 30 tuổi, ngài làm gì ở đâu? Nếu ngài tu theo đạo Phật là đạo giải thoát mọi ham muốn của năm ngũ dục thế gian như sao tiền bạc, sao danh vọng, sao sắc dục, sao ăn uống, sao ngủ nghỉ, đều phải tiết độ, có loại dục phải được diệt trừ, đó vậy những lời viết trong kinh cựu ước có khi được Chúa Giêsu kể, mà người ta bỏ đi, hoặc sau khi giáo hội công giáo kết tập lại kinh tân ước bỏ vĩnh viễn, vì nếu giữ y như lời cựu ước dạy thì con chiên, hay công gọi là tín đồ khó tiếp cận và phát triển đạo công giáo rồi tin theo. Vì cái dục đời ham muốn ấy, khó vượt qua. Đến bên đạo Phật kia họ còn bịa ra câu chuyện khi Phật đi khất thực xin ăn mà tín đồ bá thí cho thực phẩm nào ăn cái đó không chọn lựa. Bên phái nguyên Thủy Nam Tông còn ra câu từ khi Phật dạy. Muốn ăn thịt chúng sinh phải thực hiện ba bước, không nhìn thấy con vật bị giết hại, không nghe thấy tiếng kêu của con vật bị giết, không nghĩ trong thực phẩm cúng dường kia có thức ăn thịt chúng sinh. Thế là họ khéo che lấp để ăn, mà không thuộc lời Phật dạy trong kinh Nikaya phẩm từ bi hỷ xả. Mà tâm từ còn nhắc nhớ người tu rằng, hãy thương yêu chính mình, hãy thương yêu người khác, hãy thương yêu con vật, hãy thương yêu cỏ cây cây hoa lá, hãy thương yêu môi trường sống của trái đất này chính những yếu tố của tâm con người mà Phật và Chúa Giêsu đã từng dạy trong các bản kinh khác quý vị. Chúa Giêsu còn có hình ảnh bế con cừu non và chơi với các động vật khác mà chúng ta đang thờ ngài trên tường nhà kia bạn. Vậy cái tránh kiến của bạn và tôi là ta nên mở rộng tầm hiểu biết để hiểu Chúa Giêsu mỗi ngày. Đức Phật dạy, theo ta mà không hiểu ta là đang phỉ báng ta. Đó các bạn, ngay các lời dạy cho các người đã xuất gia tu hành, không thể còn sống như cuộc đời thế tục nữa các bạn kể cả Phật, Chúa Giêsu, không ai ban ơn, giáng họa cho ai cả. Mà chính bản thân ta là ta tự làm khổ ta, nên quý ngài chỉ dạy cho ta cách thoát khổ đó là ly dục, ly ác pháp đó quý vị. Ngày nay, những người không theo tôn giáo nào, họ cũng thừa nhận rằng, cuộc sống phải biết ít biết đủ để con người khỏi bệnh tật. Ở bên công giáo có nhà khoa học lớn được giải y học đã khuyên con người nên nhịn ăn 24 giờ mới ăn lại. Để cho cơ thể tự chữa lành kìa bạn mà thầy cho chúng tôi đã tập mấy chục ăn chỉ sống trong bữa cơm đạm bạc đi xin ăn ngày một bữa cơm mà vẫn khỏe kìa bạn. Vậy qua kinh Nikaya Đức Phật và kinh cựu ước mà Chúa giê dạy, thì con người nên từ bỏ ăn thịt chúng sinh, vì nó có tác hại bệnh tật cho con người. Vì trong thịt, cá, trứng, sữa có độ pH 4.7 mang tính axit, còn máu của con người là 7.4 pH mang tính kiềm. Nên ta ăn những thức ăn trên, thì là gan của con người khổ lắm các bạn. Chưa nói đến việc tâm linh, khi ăn những con vật ấy lỡ nó là cha, là mẹ mình ở kiếp trước đã tái sinh con vật để trả quả thì sao hả bạn? Vậy xin ý kiến của quý vị, chúng ta cùng học Chúa giê -xu và Phật Thích Ca Mâu Ni mỗi ngày. Kính lỗi quý bạn, ánh sáng giữa đêm, tự chữa lành.